thực và nghiêm túc trong khoa học, say mê với nghề nghiệp, vượt khó trong mọi hoàn cảnh là chia sẻ chân tình và đầy tự hào của nhiều thế hệ học trò đối với người thầy của họ, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Thái Trần Bái. Sau hơn 60 năm miệt mài cống hiến cho khoa học và công tác giảng dạy, đến nay, mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn tích cực viết sách với mong muốn mang những tri thức và hiểu biết của mình truyền cho thế hệ trẻ. Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Thái Trần Bái, sinh năm 1936 trong một gia đình trí thức đông con ở xã Đức Lâm, hiện nay là xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Như năm 1953, sau khi tốt nghiệp cấp 3 trường Phan Đình Phùng, ông đã phải vất vả phụ giúp bố mẹ kiếm tiền lo cho gia đình bằng cách làm nón bán hoặc thậm chí mua cá từ cửa sót rồi gánh bộ hàng chục cây số lên chợ Bộng ở Hương Sơn để bán. Thế nhưng, hoàn cảnh nghèo khó ấy đã rèn giũa nên một nhân cách nhà giáo, nhà khoa học đầy bản lĩnh và sẵn sàng vượt qua trở ngại, thử thách. Mặc dù điều kiện thiếu thốn, nhưng cậu học trò Thái Trần Bái vẫn quyết tâm không bỏ học mà kiên trì học hết cấp 3. Những năm học cấp 2, mặc dù nhà cách trường hơn 10 cây số, nhưng ông vẫn cùng một số bạn bè trong xã hàng ngày đi bộ đến trường. Ngoài việc phụ giúp gia đình chăm chỉ học tập, ông còn tham gia tích cực Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Đầu năm 1954, chàng trai trẻ Thái Trần Bái quyết định ra Hà Nội để có hy vọng tiếp tục học lên đại học. Thứ nhất là kế thừa cái truyền thống của địa phương. Thứ hai là kế thừa cái truyền thống hiếu học của gia đình. Ngay trong gia đình tôi, từ can của tôi cho đến cố của tôi cho đến ông thì đều là cố gắng học hành để có vị trí ở trong xã hội. Đặc biệt là ông bố của tôi là muốn đi học được thì là phải đi bộ lên Đức Thọ, tức là cách quê tôi 10 cây số hàng ngày. Không có tiền mà ở trọ ở đấy đâu. Nhưng mà bố vẫn quyết tâm học. Và thứ ba là được học những cái ông thầy giỏi. Và từ cái dạy của ông thầy ấy mà làm cho tôi say lắm. Say cái chuyện học đó. Là vì mình học mình thấy được nhiều thứ quá. Thứ tư, đi ra Hà Nội để học cũng là một cái cách để mình thoát khỏi cái hoàn cảnh sắp sửa cải cách ruộng đất lúc đó. Khi ra đến Hà Nội, Thái Trần Bái nhận làm gia sư cho một số gia đình để lấy tiền thi vào PCB. Và rồi sau đó, ông thi đỗ cả hai trường, Đại học Y và Sư phạm Hà Nội. Khi ấy, ông rất đắn đo, nhưng rồi vẫn quyết định chọn theo học ngành sư phạm để đỡ chi phí học hành. Học tập trong môi trường sư phạm, được lĩnh hội tri thức khoa học, kinh nghiệm truyền thụ từ những bậc thầy uyên bác, mẫu mực trong ngành sinh học như giáo sư Lê Khả Kế, giáo sư Đào Văn Tiến, giáo sư Dương Hữu Thời, giáo sư Hoàng Ngọc Cang, ông càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Sau khi tốt nghiệp đại học cuối năm 1957, Thái Trần Bái nằm trong top 5 người có kết quả thi tốt nghiệp cao nhất nên được giữ lại làm giảng viên Trường Đại học Việt Nam. Khi trường tách làm hai là Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm, thì ông được phân công về dạy tại trường sư phạm. Đây là bước ngoặt lớn để ông bước chân vào sự nghiệp chồng người. Sau đó, từ năm 1961 đến năm 1965, ông được cử đi học ở Liên Xô để nâng cao trình độ, phục vụ cho công tác giảng dạy sau này. Năm 1966, chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt. Khoa sinh sơ tán về Đại Từ Thái Nguyên. Lúc đó, thầy Thái Trần Bái được phân công làm tổ phó tổ động vật, đồng thời kiêm phụ trách công tác đoàn thanh niên ở nơi sơ tán. Công việc cụ thể là hướng dẫn, cùng đồng nghiệp, sinh viên tự làm các lớp học tránh bom, đắp hầm chữ A, dựng phòng thí nghiệm và nhà ăn. Trong hoàn cảnh chiến tranh, sinh viên thiếu giáo trình, ông cùng giảng viên Hoàng Đức Nhuận gấp rút hoàn thành 2 tập giáo trình động vật học không xương sống, xuất bản nội bộ năm 1970 và năm 1971, và do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 1978.
có thêm Nguyễn Văn Khang là đồng tác giả. Đến nay, những cuốn giáo trình này đã tái bản nhiều lần, vẫn được sử dụng cho nhiều trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Các nguồn tài liệu mà thầy Bái đã viết trong suốt cả một cái quãng thời gian rất dài thì nó có một vai trò rất lớn trong cái việc đào tạo của cán bộ. Và nhất là đào tạo cơ bản, vì nếu không có cơ bản thì sẽ không có ứng dụng. Bởi vậy cho nên là những cái tài liệu này là những cái tài liệu mà trang bị cho cán bộ giống như là một cái nguồn để sau này cán bộ có thể phát huy cũng như là giảng dạy, nhất là trong giảng dạy. Đến năm học 1972-1973, khoa sinh sơ tán về Vũ Di, tỉnh Vĩnh Phúc, thầy Bái cùng các cộng sự của bộ môn bắt đầu hướng nghiên cứu về thành phần loài và giá trị thực tiễn của giun ít tơ nước ngọt thuộc lớp giun đốt, không có chi bên và phần phụ đầu mà chỉ có tơ trên mỗi đốt. Sau này, thầy đã mở rộng đối tượng nghiên cứu sang hướng nghiên cứu này, trở thành chuyên ngành xuyên suốt trong suốt cuộc đời làm khoa học của ông. Sau chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, Hiệp định Paris được ký kết, sinh viên các trường trở về Hà Nội học tập. Ông bắt đầu thực hiện nghiên cứu về giun đất, sán tua đầu và đề xuất nhiều phương pháp cải tiến giảng dạy như in ảnh trực tiếp từ mẫu vật không qua phim chụp, cải tiến về giảng dạy qua bộ tranh động vật. Sau này, khi có kinh phí, toàn bộ các tranh cần cho giảng dạy động vật đã được đặt vẽ theo đúng yêu cầu. Cứ mỗi lần dạy mình nhìn cái ánh mắt của sinh viên, nhìn đến thầy bao nhiêu là kỳ vọng. Cho nên là tôi tự trách nhiệm được, tự hình dung được là phải có phương pháp. Về sau này thì nó còn một cái động lực thứ hai, tức là cái hồi mà tôi đi dạy ở Algeria là nó nói tiếng Pháp. Cho nên nhiều khi tiếng Pháp mà nói thì học trò không thua kém gì thầy, mà thậm chí còn giỏi hơn thầy. Thế thì cái chuyện mà dùng phương pháp để đỡ cái chỗ mình yếu tiếng Pháp là một cái thực tế. Nhờ tài năng và cống hiến trong suốt thời gian giảng dạy tại trường sư phạm, thầy Bái được giao nhiệm vụ là trưởng bộ môn động vật học, khoa sinh kỹ thuật nông nghiệp từ năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, ngoài việc giảng dạy thì nhu cầu về đào tạo giáo viên trung học phổ thông cho cả nước và đào tạo sau đại học để nâng cao trình độ cán bộ cũng trở thành nhiệm vụ của bộ môn. Vì vậy, thầy Thái Trần Bái đã tích cực hướng dẫn nhiều thế hệ học trò làm luận văn sau đại học để tiếp bước các bậc thầy tiền bối. Nhờ những đóng góp trên mà bộ môn động vật học nhiều năm liền đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Vào cái thời điểm ấy là ông Thái Trần Bái là làm phó bí thư đoàn phụ trách chuyên môn nhiều năm. Phải nói là quá trình tận tụy và cống hiến hết mình của ông Thái Trần Bái ấy, đã góp phần lớn cho phong trào đoàn thanh niên đại học sư phạm. 8 năm chống Mỹ cứu nước là đoàn trường đại học sư phạm là nhận cái cờ 8 năm chống Mỹ cứu nước và 3 năm xuất sắc trong các trường đại học sư phạm của Hà Nội. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đoàn thanh niên phải là người đại diện cho lợi ích chính đáng của anh em đoàn viên thanh niên. Huống gì đây đồng chí Thái Trần Bái lại là một là cán bộ của đoàn thanh niên, cán bộ nòng cốt, thì không thể không bồi dưỡng để ông Bái trở thành người đảng viên của đảng. Vì ông này ông luôn luôn mang phong cách quần chúng, rất gần với học trò và các đồng nghiệp. Từ năm 1981 đến năm 1983, ông Thái Trần Bái đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học về đề tài giun đất Việt Nam, hệ thống học, khu hệ, phân bố và địa lý động vật học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva Lomonosov. Từ những nghiên cứu trong luận án này, nhiều loài giun đất mới thuộc nhóm loài Ferretima được công bố trên tạp chí Động vật học của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, đánh dấu nghiên cứu một cách toàn diện nhất về giun đất ở Việt Nam từ trước đến nay. Sau khi về nước, thầy Bái được bổ nhiệm chủ nhiệm khoa sinh kỹ thuật nông nghiệp và 2 năm sau là phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy đã cùng với lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ đạo thành công về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Thầy đã động viên và tập hợp được nhiều nhà khoa học tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước và cấp trường về đào tạo sau đại học
thì có thể nói trường đại học Sư phạm Hà Nội là một trong trường đi đầu trong cái việc đào tạo sai đại học từ những giai đoạn trước. Giai đoạn này thì thầy Bái có đưa ra một yêu cầu rất là quan trọng, đó là nâng cao chất lượng các cái luận án thạc sĩ và tiến sĩ theo cái nguyên tắc ấy, là liêm chính khoa học, tức là đòi hỏi cái tính trung thực cao. Chính vì vậy cái giai đoạn này có thể nói là trường đại học Sư phạm bên cạnh là một cái trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học cơ bản thì còn là một cái trung tâm đào tạo sau đại học rất có chất lượng, có uy tín ở Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Tần Bái đã vượt qua mọi khó khăn để rồi năm 55 vào trường đại học Sư phạm, là một sinh viên hết sức chăm chỉ mà thông minh và chịu khó kết bạn với tất cả mọi người. Giáo sư tiến sĩ Thái Tần Bái là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cho nên đã được cùng với chúng tôi ở lại trường đại học Sư phạm làm cán bộ giảng dạy, và thầy Bái cũng hết sức phát huy cái ảnh hưởng của mình. Ngoài cái vấn đề là một nhà khoa học, thầy Bái cũng là tham gia vào công tác quản lý, cụ thể là phó hiệu trưởng trường đại học Sư phạm, cũng đã đóng góp cho nhà trường rất nhiều công sức. Đặc biệt tháng 5 năm 1987, giáo sư Thái Trần Bái sáng lập và đảm nhiệm chức giám đốc trung tâm nghiên cứu động vật đất, trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản để giảng dạy và đào tạo cán bộ về động vật đất cho cả nước, nghiên cứu các ứng dụng nhóm động vật đất, hợp tác với các tổ chức, các nhà khoa học trong nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Kể từ khi thành lập cho đến nay, ngoài các đối tượng nghiên cứu là giun đất, giun tròn, động vật chân khớp bé, trung tâm đã mở rộng nghiên cứu đến một số nhóm động vật ở đất khác như chân khớp nhiều chân, cuốn chiếu, ốc cạn và cả các nhóm động vật không xương sống, sống trong đáy các thủy vực nước ngọt và rừng ngập mặn ven biển. Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đào tạo 16 tiến sĩ sinh học, tham gia 11 đề tài cấp trường, cấp bộ và cấp nhà nước, cùng các dự án hợp tác nghiên cứu với các nước như Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc. Đây là địa chỉ tin cậy cho các nhà khoa học đến để trao đổi và nghiên cứu. Giáo sư Thái Trần Bái qua cái nghiên cứu từ trung tâm động vật đất đã phát hiện ra 84 loài giun đất mới cho khoa học, và các cán bộ khác của trung tâm cũng đã phát hiện một số loài giun đất mới nữa. Thì có thể nói đây là một thành tựu khoa học quan trọng và được là giới khoa học quốc tế thừa nhận. Tại trung tâm nghiên cứu động vật đất thì cái bộ mẫu sưu tập được nó rất là lớn, rất là đa dạng, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các cái nước Đông Nam Á như Lào và Campuchia. Và từ đấy thì các cán bộ nghiên cứu đã được đào tạo và tỏa đi khắp các cái trường đại học cao đẳng cũng như là các cái cơ quan nghiên cứu ở khắp đất nước Việt Nam và cả những nước bạn. Trong quá trình công tác, ông cũng đã nhiều lần sang vùng kháng chiến của Lào ở Sầm Nưa để đào tạo cán bộ cho nước bạn. Giáo sư cũng đã hướng dẫn học trò Sam Phong Kyung Pha Cheng của Lào bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sinh học năm 1990. Giáo sư cũng đã dạy động vật học và các chuyên ngành côn trùng học, ký sinh trùng học, giun tròn thực vật cho trường cao đẳng sư phạm Mascara ở Algeria từ năm 1991 đến năm 1994. Trong giảng dạy, giáo sư cũng luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy học để người học nắm bắt được nội dung. Đồng thời, thầy cũng tận dụng tối đa các phương tiện hiện có như giáo cụ trực quan, máy chiếu hình, tranh vẽ, ảnh chụp và các đoạn phim để phục vụ cho việc truyền đạt giảng dạy của mình. Trong cuộc đời làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy, giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái đã công bố hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học, chủ yếu về giun đốt, từ phân loại, phân bố, khu hệ, địa động vật học đến các vấn đề về tiến hóa. Từ hướng nghiên cứu này, ông đã hướng dẫn thành công 8 luận án tiến sĩ cùng hàng chục luận văn thạc sĩ. Chính vì những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu mà giáo sư tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2010. Đến nay, dù đã bước sang tuổi 88, nhưng lòng yêu nghề, đam mê khoa học và sự vượt khó vẫn ăn sâu vào máu thịt của người thầy ấy. Nhắc đến ông là nhắc đến một người thầy gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng với sinh viên. Ông quan niệm, còn sức khỏe thì còn nỗ lực truyền tải tri thức khoa học cho các thế hệ học trò.
Do đó, hàng ngày ông vẫn miệt mài viết sách, tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm, đúc rút từ hơn 60 năm nghiên cứu, giảng dạy để truyền đạt lại cho các thế hệ sau. Cuốn sách Khu hệ run đất Lào mà ông đang biên soạn cùng với tiến sĩ Lâm Hải Đăng ở Cần Thơ xuất bản trong thời gian tới sẽ là tư liệu quý giá đối với những nhà làm khoa học kế cận. Giáo sư Thái Trần Bái là hình tượng đẹp về một người thầy mẫu mực, tận tụy đối với nhiều thế hệ nhà giáo Việt Nam. Mặc dù theo thời gian và năm tháng, mái tóc thầy bạc dần, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu thương với các thế hệ học trò vẫn luôn thắm đượm trong trái tim thầy.